tháng 3 năm 2020, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đến trao giấy khen về gương người tốt, việc tốt cho anh Trương Hùng Minh, 48 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Anh Minh là người hàng ngày tự nguyện bơi xuồng vớt rác trên kênh Kiều Hạ, góp phần giúp tuyến kênh thông thoáng. Mặc dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên ho ra máu do di chứng của bệnh lao phổi, nhưng với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng, từ đầu năm 2019 đến nay, mỗi khi rảnh rỗi, anh Minh lại bơi xuồng đi vớt rác trên kênh Kiều Hạ, thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông. Nhờ hành động này của anh mà con kênh này ngày càng sạch sẽ, thông thoáng. Ngoài bơi xuồng nhặt rác, anh Minh còn tích cực tham gia cùng câu lạc bộ bảo vệ môi trường ấp Phú Hòa, thường xuyên phát quang bụi rậm, cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường nông thôn, giúp cho người dân lưu thông được dễ dàng và an toàn. Tại lễ trao giấy khen, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương tinh thần và nghĩa cử tốt đẹp của anh Minh, đồng thời mong rằng hành động đẹp của anh sẽ sớm được lan tỏa trong cộng đồng, để người người, nhà nhà cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Sa Đéc ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc đã trao số tiền 1 triệu đồng, đồng thời tiếp tục kêu gọi và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để anh Minh có kinh phí điều trị bệnh.